Kính thưa quý vị, Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị và sau đây là cuộc nói chuyện thường lệ cho giờ cơm trưa của chúng tôi. Nguyễn Xuân Nam từ Bắc California và khi giả đoàn trọng từ miền Nam California. Trước hết chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị. Đây là tiết mục mới chỉ có vài tháng giữa hai anh em chúng tôi. Nhưng mà càng ngày được quý vị yêu mến, lan tỏa và đón nhận thì cái điều tôi thấy rất là rõ trong vấn đề mà ý kiến đóng góp vào số đường gần ngày gần đông. Chúng tôi đọc rất kỹ những ý kiến đóng góp của quý vị. Thứ hai thì số viewers của quý vị cũng gia tăng cái đáng kể Điều nó phấn khích anh em chúng tôi là dần dần chương trình này được sự yêu mến của tất cả quý vị. Chúng tôi xin cho trọng cảm ơn nhà báo đoàn Trọng và cảm ơn tất cả quý vị. Và xin mời nhà báo đoàn Trọng gửi lời chào quý vị. Vâng, xin được hân hạnh gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi vào một ngày thứ sáu cuối tuần không khí đã ấm áp trở lại. Thì chắc là quý vị đã thấy trong thời gian qua anh em chúng tôi một người từ ở miền Bắc, người ở miền Nam chúng tôi đã kết hợp và gửi đến quý vị cùng nhau qua buổi ăn trưa một vài cái tin tức, một vài khái niệm trong cái cuộc sống của những người Việt chúng ta ở tại tiểu bang California nói riêng và ở tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới nói chung cũng giống như những sự kiện ở tại Việt Nam. À, thì dĩ nhiên chúng tôi hoàn toàn đồng ý với à, cái nhận định của anh Xuân Nam, quý vị là những người mà có thể nói tạo cho chúng tôi có những cái cơ hội gần gũi cũng giống như cơ hội để có thể triển khai nghề nghiệp của chúng tôi một cách nó dễ dàng hơn. Đó là cái niềm cảm ơn rất là chân thành của chúng tôi đối với những gì mà quý vị đã giúp cho chúng tôi có sự tồn tại đến ngày hôm nay. Hôm nay thì chắc là chúng ta phải dành ít thời giờ để nói về cái người Việt của chúng ta trong những ngày cuối tuần. Yeah. Sở tôi nói điều này là tại vì tôi vừa mới có một cái show truyền hình với một người mà chắc là tôi nói tên ra thì quý vị cũng biết đó là một người phụ nữ lớn lên đến định cư tại Hoa Kỳ vào lúc 3 tuổi bằng một cái chiếc thuyền họ đã cùng với gia đình của họ rời khỏi một cái nơi ở miền Tây Nam Bộ đó là miền Trạch Giá Kiên Giang yeah chắc quý vị đã biết đó là người phụ nữ mang tên là Janet Nguyễn. Cô ta đã từng lớn lên trong cái xã hội Hoa Kỳ. Và tiếng Việt của cô thì có thể nói cũng khó khăn để có thể diễn tả được tất cả những gì mà có thể nói thông suốt như mình đã nói. Nhưng ngày một, ngày hai thì đối với những cái chức vụ và những cái gắn liền của cô có thể nói là cô cũng là một trong những nhân vật tiêu biểu cho cái sự tham dự vào cái ngành chính trị ở tại Hoa Kỳ của một người Mỹ gốc Việt. Cô đã có những cái chức vụ như là hai lần thượng nghị sĩ của tiểu bang, một lần dân biểu của tiểu bang và đồng thời với những nhiệm kỳ dài ở chức vụ giám sát viên của địa hạt bộ tại quận Cam và đồng thời cũng là một nghị viên của thành phố Garden Grove à, và một trong những cái khuôn mặt mà có người Việt chúng ta cũng biết nhiều mặc dù cô chưa có điều kiện đến Washington CC để có thể có những cái chức vụ nó thích hợp cao hơn tôi nói cao hơn đây có nghĩa là nó hơi vươn tới vấn đề chính phủ liên bang. Và cái điều mà chúng tôi muốn nói đến sáng nay là thông thứ tư vừa qua chúng tôi đã chia sẻ với anh Xuân Nam về một cái bài báo của Oxy Register. OC Register là một cái tờ báo có tiếng nói bằng phát bằng Anh ngữ và họ có được đa số cổ đông ở tại miền Nam California. Có thể nói như là tiếng nói chính thức của À, những người dân của California qua OC Register. Và OC Register là không hiểu vì nguyên do gì họ lại đưa ra một cái bài báo và qua một cái cuộc phỏng vấn với cô Sanne biển với tư cách là thượng nghị sĩ và đồng thời lần này cô là ứng cử viên cho chức vụ giám sát viên địa hạt một nữa thì họ đã quyết định đi đến một cái quyết định táo bạo tôi nói một cái quyết định táo bạo không biết anh Xuân Nam có chia sẻ với tôi cái ý nghĩa đó hay không là ít khi họ đứng ra họ in đọt tự nhiên là hỗ trợ cho một người nào trong cái cuộc tranh cử giám sát viên này nhưng lần này thì họ lại ứng là chính thức in đọt cho một người có tên là ra nguyện người, người Mỹ gốc Việt mà trong lúc đó thì cuộc đua này đã diễn ra vào ngày 5 tháng 3 cái gọi là ngày bầu cử sơ bộ thì có đến bốn ứng cử viên người Mỹ gốc Việt và một người gốc Mỹ cho chức vụ này thì tại sao họ lại in đọc một người Mỹ gốc Việt nằm trong số bốn người nhưng những cái bài báo mà tôi nhận được thì họ cho biết rằng là cái tất nhiên cô đã mạnh dạn và đưa ra tất cả những cái cam kết và cô sẽ làm với những gì mà đối với tất cả những cái gọi là đóng góp cũng giúp đỡ của những vị gọi là giám sát viên đối với một vài tổ chức mà thật sự chưa có một cái tầm vóc để hoạt động và cung cấp những cái lợi ích đó cho cộng đồng người Việt Nam ừ. riêng và những cộng đồng người bản xứ ở trong địa học muốn nói chung. Và cô hứa sẽ trong những ngày đầu tiên cô sẽ xem lại tất cả những danh sách, tất cả những số tiền mà đã chi phí như thế nào đối với những gì mà có thể nói rằng là một cái bài báo cũng rất lớn của Oxy đưa ra đó là ông Andrew Do, hiện nay giám sát viện địa hạt một và một trong những người họ cho rằng yêu cầu phải từ chức vì những cái lý do liên quan đến vấn đề bè phái và tham nhũng. thì anh nghĩ rằng cái tin đó mình thấy nó hơi lấy làm lạ không anh gì đó? Dạ. Cũng rất lấy làm lạ. thứ nhất là họ dựa vào đâu mà họ chọn một cái người mà một trong bốn người Việt Nam. cho đến giờ anh. này ai cũng biết rằng cái việc bốn người Việt Nam ra mà trên cái chức mà giám sát viên lần này thì gồm có cô Giê Nguyễn, Đương Kim Thường nghị sĩ từ bang California về lui về địa phương để ứng cử người thứ hai là ông trần thế văn một con cháu già chính trị tại miền nam california trong nhiều thập niên qua thứ ba là một ừ. bà kim đi hồ và thứ tư là một người cũng rất là linh chân mà tôi rất là quý trọng sau bà... sáng vâng. thì tôi rất là quý trọng đó là anh anh cựu thị trưởng Mike, Michael Bỏ, cựu thị trưởng của thành phố Fountain Valley. Yeah. tôi có một số lần nói chuyện anh Michael Võ và anh yeah. cùng cái quê hương trung phần của tôi chúng tôi ở cùng miền nam trung phần của việt nam và cũng lớn lên trên lệch nhau khoảng những năm bảy tuổi 90 tuổi tương tôi, tôi cũng cùng một thế nhưng tôi dành sự quý trọng và ngưỡng mộ anh Michael Võ bị tính đàng hoàng trong sạch nhiệt tình thì tôi cho rằng nếu mà trong bốn người đó, đó, tôi nghĩ nếu mà hai người vào chung kết tuyệt đẹp, nếu là cô mà Jane Nguyễn vào chung kết Mai Cầu Võ là tuyệt đẹp. Anh ừ. Trần Thế Văn thì cái tôi nghĩ rằng trong đợt này có thể gặp khó khăn, tại vì lý do là cái đám là em Lula của Trần Thế Văn quậy quá và mất uy tín nhiều quá, thì có thể ảnh hưởng đến cái lá phiếu của Trần Thế Văn và Kim đi Hồ thì không đủ sức cũng bị mang tiếng trong vụ mà ừ. thì từ thành phố Westminster và cũng bị mang số tiếng ông tiếng ve thì cũng có thể là bị ảnh hưởng thì hai người mà tôi nghĩ vào chứ giám sát mà tôi rất mong đợi vào chung kết đó là cô Sê và anh Michael Võ thì việc Orange County Register mà chọn mà endorse cho Cô Giang Đức Nguyễn, tôi cho đó sự chọn được rất là phù hợp với tinh thần của cộng đồng người Việt. Ừ. Thì nhiên tôi cũng có trong cái buổi nói chuyện với cô Thượng sĩ Giang Đức thì tôi cũng nói rằng Oxygen System họ làm cái công việc của họ. Họ cũng có một cái quan điểm và có một cái nhận định đúng với cái đường lối và chủ trương của tờ báo của họ chúng tôi cũng vậy, chúng tôi những cái chương trình truyền hình, chúng tôi những cái chương trình gặp gỡ quý vị qua buổi ăn trưa chúng tôi cũng có cái lập trường và quan điểm của chúng tôi. Những yeah. cái lập trường quan điểm của chúng tôi không có nghĩa rằng là chúng tôi chạy theo với tất cả những cái gì nhưng chúng tôi đi theo và chúng tôi tìm thấy tất cả những sự kiện trắng đen vàng xanh tím đỏ để gửi đến quý vị mà thôi. Tại vì chúng tôi không có một cái chức vụ hay là không có một cái trách nhiệm nhiều hơn đó là ủng hộ cho một cái như này. Nhưng lại nhiên bên cạnh đó chúng tôi cũng có trình bày với quý vị là người nào thấy nó phù hợp thích thú cho cái vai trò này mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là chúng tôi đọc và chúng tôi cũng không có đủ thẩm quyền để in nữa. hai cái nó rõ ràng như vậy. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta phải hy vọng rằng nó phải trong sáng, nó phải minh bạch và họ phải hiểu rằng chúng ta từ đâu mà ra, cái cội quân của chúng ta. Lại nhiên trong cái cuộc sống mà có thể nói là tranh đấu thì lẽ nhiên những khi phải vấp phải những cái sự đá kích chống đối nhau, những điều đó không, không có nghĩa là chúng ta đi đến tạo nên một cái sự hận thù, một cái sự đố gọi là là gọi như là uh, cái cạnh tranh một cách hạ cấp thì chúng tôi không bao giờ chấp nhận cái đường lối đó đó là cái những gì mà chúng tôi là những người đưa tất cả những tin tức về những cái cuộc bầu cử chúng tôi mong tìm một cái ngôi sao mới chúng tôi mong tìm được một cái người quan tâm đến những gì mà chúng tôi có thể nói đã mất đi trong một khoảng thời gian rất dài và bây giờ thì đến lúc này cũng chưa là muộn để chúng ta có một người có thể nói có quan tâm đến nhiều lại nhìn chúng tôi nói quan tâm là gì? Quan tâm đến là những cái lợi ích thiết thực của cái người Việt chúng ta. Nếu quý vị nhìn kỹ lại trong khoảng thời gian những thập niên vừa qua liệu đã đáp ứng được những gì mà chúng ta có được cái quyền lợi hỏi tiểu bang hoặc liên bang dành cho chúng ta chưa? Thật sự mà nói, có thể nói rất ít. Tôi nói cái chữ rất ít là chắc là quý vị đã biết. Vì ngày nay chúng ta có điều kiện biết được tất cả những lợi tức tất cả những cái ít lợi mà chúng ta có thể có được qua cái vấn đề là những người đứng ra đại diện chúng ta họ thiết thực làm việc với chúng ta bởi thế qua cái cuộc bầu cử này không riêng gì ở tại miền nam california mà tại miền bắc của vậy quý vị là những người có trách nhiệm với cái lá phiếu của quý vị nếu quý vị không quan tâm mà quý vị để lá phiếu của quý vị rơi vào những cái tình cảnh như những gì mà chúng tôi hiện nay đã thấy ở tại một vài nơi đặc biệt cũng tại miền nam california thì chắc là quý vị đã thấy chúng ta không thể để cho một cái tờ báo địa phương để nói về một cái nhân vật giám sát viên người cùng chủng tộc với chúng ta người cùng tiếng nói với chúng ta cùng người một cái hoàn cảnh đến định cư tại Hoa Kỳ như chúng ta họ cho rằng những người này là bè phái tham nhũng thì cái điều là chúng ta không thể chấp nhận được anh theo cái 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 cách mà chúng ta thấy được trong thời gian qua thì anh nghĩ rằng miền Bắc California cũng nên cẩn thận về những cái vấn đề đó theo anh Xuân Đáp anh nghĩ như thế nào thưa Xuân ờ, miền Bắc California đó, thì nó không đến mức như Nam Đi nha dạ vâng nhưng mà không có nghĩa là nó không có cái rủi ro đó dạ vâng tại vì ngoài hai ứng cử viên chính trị gốc việt hiện nay là tương đối những cái nhân vật đã hoạt động trong chính quyền của thành phố và chính quyền của quận hạt rất là lâu năm ví dụ cô mai sinh nguyễn là một người Cao già tiếng mang tiếng cũng nhiều tiếng tốt tiếng xấu cũng nhiều và khi hành động cổ ai cũng biết là vấn đề mà đối đầu tại lịch khu đi tô sài gòn nhưng mà cái thế trọng gì nó khác rồi. những người mà xuống màu cổ bây giờ là mất thế lực hay là suy sụp hay là không còn chỗ đứng nữa cho nên cái sự ảnh hưởng đó nó không còn nhiều nữa nhưng mà cái tiếng thì nó còn trâu chết đi da người ta chết để cái tiếng mà cái tiếng nó còn thì nó phải ngăn chặn một số người việt sẽ bầu không bầu cho cô còn cái một cô thì mới quá xưa nay chưa bao giờ ra ứng cử chức mà một chức vụ nào to lớn như nhỏ to cũng chưa ứng cử bao giờ là nhân viên của bà Cindy Sabes và bà nhân viên Cindy Sabes thì vừa là bị thất bại trong cuộc chạy đua chức thị trưởng thì bây giờ liệu cô có đủ phiếu để vào chung kết không thì chưa biết thì trong cái bối cảnh như vậy thì cái chức giám sát trong cái vùng thì dân chúng người việc chưa phải là đa số thì cái điều đó cũng gây khó khăn. Như vậy cộng ừ. đồng người Việt có ngoi lên lần đầu tiên trong lịch sử 48 năm từ ngày mất nước đến giờ chúng ta định cư tại Mỹ thì có người nào chưa lần nào đang ngoi lên chức mà giám sát viên quần hạt Santa Clara ra, chưa có người nào. Ừ. Thì phải chăng liệu đây là lần đầu tiên chúng ta có thể có hy vọng và cái hy vọng rất là mong manh. Ừ. Thì chúng tôi sẽ chờ nóng chút xíu nữa thì chúng tôi sẽ có thể tuần tới chúng tôi sẽ mở màn Bởi những chương trình phỏng vấn một số ứng cử viên để coi các vị đã nghĩ như thế nào và đặt thêm quý các vị đó những ý kiến của dư luận nếu quý vị có những ý kiến để đặt ra những cái vị đó thì của cô bé Dương cho cô Mai Sinh Nguyễn thì đừng ngại gửi về cho chúng tôi <laughs> yeah. thì chúng tôi sẽ chuyển ý kiến của quý vị cho cuộc phỏng vấn đó cho vâng. để đáp ứng các ứng viên để cho cuộc bình luận thì trở trở lại toàn trọng thôi anh Vâng, ơn ờ, đó là vài tin tức mà chúng tôi nghỉ ngày cuối tuần để dọn ra khi mà đi buổi ăn trưa cùng với quý vị cho, cho, cho à, nhưng, nhưng bây giờ thì động được, được không cho nắm dọn một hai tin quan trọng để anh đọc vâng. dạ mời anh sáng nay tôi đọc tin thì thấy một tin rất là bất ngờ Chúng ta nghe nói một mới một năm trước thôi. À. Thì ông chủ tịch tập đoàn Winfast là ông ông Bường đã tuyên bố bỏ 4 tỷ Mỹ kim từ tiền vay tiền bượn với tiền túi vào đầu tư à. cho cái, cho cái nhà máy Winfast tại North Carolina anh nhớ tin không? Dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Một năm sau chuyện như thế nào? thì winfast bị cái backslash bị thụt lùi không ăn khách được ở tại thị trường bắc mỹ và họ đang điều chỉnh để chiến thuật là thay vì bước vào thị trường mỹ để mạnh mẽ để build up một, họ sẽ có một giấc mơ lớn để chiếm định thị trường xe hơi điện tại mỹ thì sau một năm thất bại bầm dập lỗ lạ tưng bừng và tương lai thì đen tối và nội bộ lãnh đạo của Winfast đành phải thay đổi nhân sự ông Vượng phải đứng ra cầm những chức là tổng giám đốc của Win, Winfast luôn thì bây giờ họ đang quay dĩa mũi xe đầu xe về đâu về Đông Nam Á về Đông Nam Á bởi vì họ không nghĩ rằng họ sẽ chiến thắng được tại Ho Hoa Kỳ đó có nghĩa đây là tiếng trống tiếng tiếng súng đầu hàng đầu tiên của Nguyên pháp bắt đầu ló dạng tại hoa kỳ rồi sau đây chúng ta sẽ theo dõi họ sẽ phát triển gì tiếp tuy nhiên quay trở về lại cái sân nhà là bách gia của họ đó Nó cái quay trở về bách gia của họ là cái sân nhà không quay sân nhà là việt nam không sân nhà là cái nước đông nam á là kể cả ấn độ cũng được gọi là sân nhà của um, WinFast thì bây giờ họ đầu tư vấn Ấn Độ, họ đầu tư vào Indonesia mà người ta cho rằng tuy có hy vọng nhiều hơn chút sau thị trường Hoa Kỳ bớt cạnh tranh hơn chút xíu sau thị trường Mỹ tuy nhiên vấn đề đúng vào thời điểm là xe hơi điện đang xù đi xuống xu hướng nó đang đau buồn suy xuống đi xuống, yeah. thì, xuống yeah. đi, đi. thì WinFast thì tìm chỗ đứng cũng sẽ rất là khó khăn và trong khi đó thì ông tổng thống Đấy. mà mà Indonesia tuần qua đến với Việt Nam cũng gặp ông Phạm Nhật Vượng nhưng mà dự án sẽ tiếp tục đầu tư tại tại Indonesia nhưng mà có thể nói rằng là tương lai của Vinfast cực kỳ đen tối mà nếu ông Vượng mà chôn cái tiền vào trong đầu tư này và không thành công thì có thể nợ ngập đầu giống như ông Nôn Hoàng Kiều ông Hoàng Kiều trước đêm là tỷ phú đứng trong 400 tỷ phú lớn nhất nước Mỹ nhưng bây giờ trong bài nói chuyện của ông ta trong văn qua vừa qua ông ta cho tôi nợ ngập đầu không còn là tỷ phú nữa thì phải chăng cùng theo hướng đó là con đường nối tiếp của Phạm Nhật Vượng thì là chúng ta chờ xem vâng thưa anh là như khi chúng ta nói đến Vinfast thì một vài cái vấn đề chúng ta cũng cần nên nêu ra đây thật sự nói sự có mặt của VinFast ở Hoa Kỳ đó cũng là một trong những điểm son. Có mặt ở tại thị trường chứng khoán Nasdaq cũng là một trong những cái có thể nói cái giấc mơ của những người làm chủ những công ty Việt Nam. Thì cho dù ít hay nhiều thì chúng ta cũng có một cái niềm hạnh diện của những người Việt chúng ta càng ngày càng có những cái hoạt động trong cái kinh doanh của họ ở một cái mức độ mà có thể nó chưa bao giờ chúng ta nghĩ rằng là những người đó có dám thể dấn thân vào được thật là chúng ta có thể nó hơi ngạc nhiên khi chúng ta thấy Việt Nam để đầu tư xe hơi tại Hoa Kỳ thì chắc là lẽ những người nào cho dù có ý nghĩ thiện cận hay là cao siêu gì chúng ta cũng vẫn thấy có một cái sự gì đó nó hơi ngượng ngượng Tuy nhiên, cái sự diễn thân của VinFast cũng là một trong những cái vấn đề mà có thể nói họ có nhiều khi có những cái tư tưởng táo bạo hơn, họ có những cái cách thức làm ăn táo bạo hơn và trong cái chiều dài có thể họ có thể mang lại thành công cho họ. Lẽ nhìn cái đoạn đường đi đến thành công thì lắm trong gai. chứ anh thử nghĩ lại bộ cái tập đoàn tham mưu của VinFast họ không biết họ sẽ có thể không thành công chứ tôi không nói thất bại ở tại Hoa Kỳ họ biết chứ sao không biết anh nhưng họ để đổi lấy những sự không thành công đó bằng một cái tiếng vang và sau đó thì chiến thuật của họ lại trở về Việt Nam trở về Đông Nam Á tại công ty chính của VinFast mà vào để ghi danh vào ở tại Nasdaq đó là tại trụ sở đặt ở tại Singapore và họ sẽ phóng một cái tầm nhìn một cái quốc gia có nhiều dân cư ở đây và nhiều cái phương tiện đó là Ấn Độ cũng giống như Indonesia, hai quốc gia có cái số lượng người lớn sau Trung Quốc ở tại vùng Đông Nam Á cũng giống như vùng châu Á này thưa anh. Thì bởi thế chúng ta nghĩ rằng có thể VinFast họ đang đi đúng hướng đó thưa anh. Đúng hướng có nghĩa rằng họ rút lui và họ có một cái căn cứ ở tại tiểu bang North Carolina để sản xuất, để làm tất cả những gì. Và anh cũng biết rằng cái vấn đề họ gặp, họ là có một cái nhu cầu là sản xuất bình điện nữa. Cái bình điện, cái battery của những chiếc xe hơi điện là cái đó là vấn đề gọi là cốt lõi của cái sự thành công của những cái chiếc xe điện. Mà nhưng họ cũng quên đi một cái điều là cái vấn đề môi trường và đòi hỏi tất cả những cái gọi là kỷ luật nghiêm nhặt cho vấn đề giữ cái môi trường này thì cũng là một trong những sự kiện có thể nói VinFast họ biết được và họ trở về lại cái nguồn gốc của họ. <laughs> Lấy nhiên hy vọng rằng VinFast sẽ tạo điều kiện công an việc làm nhiều cho người dân. Còn VinFast có một cái tiếng là làm cho những người Việt chúng ta ngày nay không còn nhìn những người Việt của ta chỉ với những cái lô cao su, chỉ với những cái đồng uh, những cái tấm lúa uh, hàng nông nghiệp với chỉ những là sản xuất tất cả những cái ngư nghiệp cá, tôm, cua và ngày nay đi qua với lĩnh vực xe hơi thì qua những cái những người xài viên pháp thì họ cũng cho thấy lẽ nhiên họ cần phải có những cái uh, sửa chữa lại trong cái hệ thống uh, Internet của họ cũng giống như trong cái hệ thống Microsoft của họ. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn có một cái niềm hạnh diện là ít nhất rằng những người đi trước, họ là những người đi trước và những người đi sau sẽ thừa kế cái gia tài đó. Thì bỏ một cái sự việc mà cho thấy rằng cái nguồn đầu tư của họ cũng có thể là chính đáng. Lẽ nhiên trong thương trường thì thất bại là một trong những sự mà họ cho rằng đó là cái thành công trong tương lai. Thì chúng ta cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng có một cái điều như vậy thì chắc là hôm nay cũng tùy thể, thể thì nói ra với anh luôn cái vấn đề quảng cáo của VinFast nó không đi vào thị trường Hoa Kỳ nhiều. Cái thành công là ở vấn đề quảng cáo. Tôi thấy họ quảng cáo một cách chỉ dựa vào những cái nhân vật nội địa ở đây thì thôi tôi hỏi anh thì làm sao mà cái tiếng vang của VinFast nên tầm xa được. Tôi chưa thấy một cái quảng cáo VinFast nào ở trong cái tầm mà có thể đi đến người cho dù những người trẻ, người Mỹ gốc Việt chúng ta đây trẻ bằng tiếng Anh ngữ, tôi thấy chưa ai nói gì. Và là nó chỉ có lô, lô, lô cô thôi. Và toàn những cái chuyện nó gây phiền toái cho VinFast nhiều hơn là những cái sự kiện mà có thể nói cho VinFast được một cái cơ hội có một cái tiếng vang cho dù trong cái lĩnh vực của cộng đồng người Việt ở đây cũng được là thưa anh. anh. có anh anh có nhận thấy cái điều đó không? Có cái điều mà đúng vậy anh. Trong cái điều sáng nay nữa tôi khi mà đọc tin xong tôi vô coi cái stock một tuần lễ tôi theo dõi stock của VinFast coi xem như thế nào. Bây giờ còn được khoảng 7 đồng anh. Đây, rồi, rồi, anh cho tôi một giây thôi. Yeah. Thì tuần trước nó còn 8 đồng mấy Dạ. Yeah. Tuần này nó bướng qua nó xuống 5 đồng mấy Và uh, và sáng nay mm. lên được 6 đồng 03. Dạ. Như vậy là nó đang theo hướng tiến tới từ Mỹ nó gọi là penny stock đó. là yeah. là mệt chi, con rác Dạ. <laughs> <biết không? Yeah. cười> thì thì nó nếu mà nó rơi về một xuống khoảng dưới 4 đồng là bắt đầu nguy hiểm lớn. Dạ. Yeah. Tại vì đó đã, đã từng lên gần 100 đồng. Và trong dạ, một... có bị nó đến tới 90 đồng không anh hả? Dạ, có bây đúng giờ đúng trong mấy tháng nó xuống còn còn bạc lẻ, bạc cắt nên, <laughs> anh, anh có, có được thân. anh xin hỏi nhỏ anh thôi, hỏi nhỏ thôi nha anh xuân Nam, anh có được bao nhiêu chứng khoán của VinFast? <laughs> tôi tôi lâu nay đó, tôi không còn rút ra khỏi mọi từ đầu tư và tôi không còn ham thú trong cái kinh doanh. Thích này. thú à? Thích thú sợ. Tại vì sao bây giờ mình tuổi lớn rồi đó bạn muốn yeah. em thích về già cho nó thoải mái và mình <laughs> đi vào đường nói an toàn nhất bỏ trong saving này nọ có nếu có dư vậy cho nó có tuy lãi suất nó thấp nhưng mà nó không có rủi ro anh mình... biết không thế bây giờ khi anh nói vấn đề an toàn thì tiền thể cho tôi anh còn muốn nói gì thêm về Pháp thế này không mời anh già. À, khi anh nói về vấn đề an toàn thì làm cho tôi nhớ đến một trong những nhân vật mà khi anh nói tuổi lớn rồi vấn đề an toàn đó là ông Nguyễn Công Khế chắc lại quý ở đây cũng nhiều người biết đến Nguyễn Công Khế và cũng một người nhân vật nữa <laughs> mà chắc lại trong chút xíu là tôi sẽ nói đến <laughs> thưa anh ông Nguyễn Công Khế cũng là một người lớn tuổi cũng an toàn khi có đầy đủ điều kiện nhà cửa bên Mỹ cũng có con cái bên Mỹ cũng có nhà cửa Việt Nam đầy đủ nhưng mà anh thấy không cuối đường lại có thể nói đứt gánh mà đứt gánh kỳ này có vẻ hơi nặng nề sắp sửa những ngày đón xuân thì bây giờ lại trở vào trong vòng lao lý ở bốn cái bức tường mà có ai nghĩ rằng ông Nguyễn Công Khế một tổng biên tập Báo Thanh Niên một nhân vật mà có thể nó có nhiều quyền hành chứ không phải không đâu? À, có thể nói ông cũng có những cái gọi là uy tín về trong lĩnh vực chính trị ở tại Việt Nam, à, có cơ hội gặp gỡ những nhân vật chủ chốt có thể nói cũng có những cái <laughs> giao du với những người đó nữa. Thế mà giờ chót thế tại sao mà anh cá nhân anh anh không có nhiều hoạt động chính trị nhiều đó mà anh cũng còn nghĩ đến an toàn? Thế tại sao những người như vậy mà họ không nghĩ đến cái chữ an toàn thưa anh uh, Xuân Đào hả? vì lòng tham nó vô đấy anh biết không? đến lúc đến con lúc đó, tôi nhớ là tôi muốn trở lại bài học lúc nào học, trung học Ngoánh mặt lại cửu hoàng coi cũng nhỏ lọ trời đất cổ kim kim cổ mảnh lên này không có có không liệu, liệu là thiên tứ vạn yeah. thì cái đến lúc đó, anh trở về một mai một cuốc một đồng câu Đúng không? cho nên à... nó, nó ăn nó ăn nó ăn thì dưỡng tuổi già không tranh đua không thắng thua không không hơn thua và không cần chức vụ không bằng tên tuổi anh biết trang tôi làm tôi gần như tôi muốn ẩn cái mình mình lại không ừ. muốn cho người ta biết tên mình nhiều anh ẩn lâu ngày nào cũng thấy anh không <cười> à <cười> dạ, nhưng mà mình, mình mình không có promote cái tên mình lý do là mình muốn Bây giờ, bây giờ nói gì nói Thí dụ như tôi và anh đi chơi còn 10 năm nữa yeah. Ngon thì được 15 năm Trung bình khá khá là 10 năm Trung bình là 7 năm Trung bình yeah. là 5 năm Thì bây giờ nếu anh đứng trước cái nghĩa địa đó Anh trước đứng ở cái ngôi mồ chính anh Tôi hay thường lên cái ngôi mồ tôi mua sẵn tới cái đỉnh núi ở sau dế tôi ngồi cho tôi chơi với tôi, tôi hay chụp hình vợ bạn bè thôi mày biết tao ngôi bộ tao đi đỉnh núi uh. thì đã chiên thấy không mình bắt đầu quen với cái ngôi mộ chính mình anh nghĩ uh. thế giới ngày mai hơn, hơn nhiều <laughs> hứa không có ước gì trong cái đầm dầu đầm có nên nổi tiếng không không tiếng mình yeah. mình cho đó là không quan trọng anh yeah. tôi cho rằng sự nổi tiếng hay sự không nổi tiếng người ta biết tên mình thì không biết tên mình Tôi không ăn đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà trở lại vấn đề của ông Nguyễn Công Khế, <laughs> như anh những cái lần chúng ta đưa tin về cái vấn đề bắt giữ ông Nguyễn Công Khế thì chúng tôi thấy rằng <laughs> chúng ta tìm hiểu xem hết liệu lúc này ông là người bị bỏ rơi vào những giây phút cuối cùng hay là cái sự tự tin của ông đó overdo, tuy nhiên là nó quá quá cao đi để rồi lãnh lấy một cái hậu quả tệ hại như ngày hôm nay hoặc là tôi có hỏi một người <laughs> ở bên Việt Nam và người đó cũng hiểu nhiều thì tôi có hỏi uh, tại vì họ có những cái liên hệ với ông Nguyễn Công Khế thì tôi hỏi thì họ nói rằng tôi hỏi liệu xuân này ông Nguyễn Công Khế có điều kiện để về ăn Tết ở tại nhà không họ những với những cái công việc của ông trong những cái thời gian qua và bây giờ họ có để cho ông có những cái vấn đề gọi là tại ngoại hầu tra không vì cái sức khỏe của ông ông cũng là một người muốn bị bệnh tiểu đường cũng có thể nói rất là khó khăn nếu những chữa trị đó ở nằm trong những cái chốn lao tù thì họ trả lời tôi mà không có điều đó đâu thưa anh họ nói như vậy đó, anh không có điều đó và tôi cũng có hỏi một vài người à, một cái giai cấp bình thường thôi trung lưu thôi họ cũng biết ông nguyễn công Khế, và họ có những cái lời có thể nó không mấy tốt về ông Nguyễn Cốc hết. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có hỏi một vài người ở quê hương ông thì họ cho rằng ông này cũng là một trong những nhân vật rất là tốt, biết tìm nghĩa anh em, biết này chi cái nọ. Nhưng mà ông là hậu quả của những cái kẻ chóc bu họ đánh nhau thì ông phải chết mà thôi. Đó là những cái cái tin đồn đập. Nhưng bên cạnh đó một có một cái nhân vật nữa mà chắc là chúng tôi cũng cố gắng tìm hiểu xem mà nhân vật đó có thể hiện nay đang ở tại Hoa Kỳ. Cũng có thể nói là à, Cũng mang nhiều cái sự kiện Mà chấn động lắm Mà cũng là một ký giả trẻ Của khoảng 40 đến 50 tuổi mà thôi và Cũng ngày nay thì chắc lẽ Có một cái hạ cánh an toàn Ở tại miền Nam California à, Thì cuộc sống là mình thấy người nào đến đây Thì mình vui với họ thôi Nhưng mà đời sống theo tôi nghĩ rằng Cuối cùng anh biết tôi tách lại Cái người mà tôi hỏi thăm đó cái gì Tôi tách lại một câu thiên vọng khôi khôi sơ di bất lộc tôi nói vậy thì yeah. cô thật lại à, cô nói rằng đúng như vậy anh trọng wow wow thì tôi thấy rằng nhiều tiền cũng chết nhiều quyền cũng chết à, mà nhiều cái có việc đó là thách đố nhau rồi cũng chết đó là cái bài học chúng ta học được để rồi chúng ta nghiền ngẫm ở tại miền nam california cũng đang đi vào con đường đó yeah. với những cái kích bè kết lũ coi trọng cái giá trị nhân cách. Cái vấn đề quan trọng ở đây là vấn đề khi nào chúng ta biết và chúng ta tôn trọng cái tự do cá nhân của chúng ta, đừng coi thường những người khác. Và đừng coi thường cái dư luận. Tại đó là một cái gọi là cái hố sâu để chôn chúng ta vào trong những cái gọi là thảm họa của cuộc sống này. Tôi nói vấn đề ở thành phố Westminster hiện nay, càng ngày càng có thấy nhiều qua hôm qua anh Ngô Kiến lên trên đài trên cái trên YouTube để nói chuyện thôi á. Tôi thấy nó lòi ra những cái vấn đề mà tôi thấy rõ ràng tệ hại dơ bệnh quá. Tôi nói cái chữ dơ bệnh là anh Xuân Nam hiểu tôi muốn nói gì rồi. Cho dù trong cái hoàn cảnh nào, như tôi nói ông Nguyễn Công Khế đi. Cho dù gì nữa, ông cũng hiên ngang ở lại để chịu đừng thách thức với tất cả những gì dù cho hiểm nghèo đối với ông. Nhưng ở đây có những người đại diện cho dân ở đây. Buổi sáng nói thế này, buổi chiều nói thế kia cái tư cách của mình có thể nói những cái gì hôm nay mình nói hoàn toàn đi ngược lại những gì trước đây mình nói và có thể nói họ không coi cái giá trị nhân bản cái giá trị cá nhân của họ và cái liệm tự trọng tự trọng của họ là cái điểm cao lên tôi một người nhỏ bé tôi nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi phải giữ lấy cái giá trị của con người tôi tôi thấp tôi cũng chịu nữa không cái chuyện đó không quan tôi gì hết có gì đâu mà xấu hổ không có gì xấu hổ hết mình sai thì mình sửa có gì đâu chứ đừng có có những cái vân váo những cái tôi thấy lố bịch nhất tôi thấy nhiều người đi lúc nào đeo cái cờ vàng ở đấy là lại nhiên tôi tôn trọng quyền tự do của mỗi người cái đó là cái quyền của người ta nhưng mà cái hành động quý vị phải nó cụ thể những cái lời nói của quý vị như thế nào khi hành động quý vị làm cái điều đó ngay cả những cái lời ăn tiếng nói phàm phu tục tử của quý vị quý vị giữa những cái đám đông ngay cả cái vấn đề ra tòa án tội tình cái như thế này về vấn đề sử dụng súng như thế này thế nọ thế mà những người còn đứng có thể nói ô cứ chỉ trích ông này thế này thế nọ thế kia mình tông xe thì mình nói mình tông xe chứ có gì đâu mình có vấn đề súng ở tòa án thì mình nói vấn đề thứ kiện tòa súng ở tòa án có gì đâu mà phải ấy mắc mới gì những người mà có thể nói là đi theo để che đậy tất cả những chuyện đó để làm gì còn cái vấn đề có cái gì đâu, đưa lên cũng được, không đưa lên cũng được. Cái vấn đề người ta đưa lên như vậy, người ta nói những cái đó mình sẽ làm gì với những cái lời nói của đó, mấy đó mới là cái điều quan trọng. Bao nhiêu người nằm xuống để cho một cái con nhỏ nó nói lên những cái tiếng đó mà mình không mở được một cái tiếng nói nào để đối xử với có thể nói để ra một cái điều mình biết mình là ai thì làm sao còn cái giá trị con người mình ở đâu được? Mình ở đâu mà ra? ba mẹ mình ở đâu mà ra cậu mợ mình ở đâu mà có mà bây giờ để cho một cái con nhỏ nó lăng mạ nhục mạ cậu mình như vậy mà mình vẫn im hơi lặng tiếng thì tôi hỏi anh cái giá trị của con người ở đâu nữa còn một cái thằng luật sư thì chẳng có ra cái gì hết trơn trời thế mà hãy đụng đến cái phe nhóm bè cánh của nó nó cho rằng là phá hoại với là gây rối thì tôi hỏi anh làm sao mà giữ được giá trị của con người ở đây nữa? Tại vì tại vì nó không trong nhiều năm vừa qua miền nam nó nuôi giữ một cơ chế dân cử cộng đồng là nó không có cạnh tranh cái băng đó nó mạnh quá do vậy nên nắm nhiều chức vụ nó liên kết với nhau nó bảo vệ nhau thì không các ứng cử viên khác lọt vô đó là khó nhưng mà anh thấy cái thời buổi giờ đang thay đổi rồi và cái cuộc bầu cử giám sát viên lần này làm sự quyết định là liệu băng băng nhóm đó cũ đó nó còn thế lực hay không hay là cái thế lực nó bị suy sụp nhưng mà thưa anh rồi chuyện này rồi cũng qua chuyện nọ nó, nó châu rồi về cũng hợp phố những cái bè lũ đó nó cũng kéo kết với nhau cũng tạo nên những cái sự hỗn độn trong cái xã hội mà chúng ta không nhận thức được cái sự hỗn độn nó nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta như thế nào thưa anh, thưa anh tôi muốn nói một cái điều này thưa anh cái chuyện đó rất nhỏ khởi đi từ những vấn đề nó không có gì hết mà họ có mục đích cũng giống như bây giờ tôi nói thật sự như vậy nè Đến lúc tôi tìm hiểu ra Cô Nhật Linh này cô có một cái mục đích đến Mỹ để làm gì Chứ không phải là tình cờ mà cô đến định cư tại Hoa Kỳ này vậy Tại con đường của đi nước Con đường của cô đi qua nhiều cái nhiều cái khung cửa lắm Nhưng đó là mình Tôi nói thành thật và Tôi mong muốn mọi người đều được đến định cư Tại cái sư sở này nếu họ có điều kiện Tại sao cái đất này là cái đất mở rộng vòng tay đón nhận tất cả mọi người đến mà nhưng bên cạnh đó đừng có đến để kết nạp bè đảng phe nhóm này kia nào thế tôi xin hỏi anh một cái như vậy thế những cái lời tuyên bố của một người như vậy mà họ đến bây giờ cũng vẫn chưa có một cái tuyên bố gì là người đó ở trong cái ban tổ chức mà diễn hành Tết này thì tôi, tôi hỏi anh. một cái ngày Tết đáng để cho mọi người đến tham dự cái diễn hành một ngày để nói lên cái truyền thống của người Việt mình một cái niềm tự hào của người Việt mình mà để cho một người lăng mạ nhục mạ tất cả những cái gì của người Việt mình ở đây lại có ở trong cái ban tổ chức đó hoan hoàng đứng trên cái, cái cái cái, bụi gây quỷ đó thì tôi hỏi còn cái giá trị nhân cách của con người như thế nào cái chữ anh biết cái chữ mà cái chữ tức cười nhất mà tôi nghe tại Nam California gọi người đó là nhân sĩ oh my god <laughs> tôi không biết người ta khi gọi như vậy ta có biết chữ không ta không biết cái nghĩa của nó không người nhân sĩ là gì không và ai là người xứng đáng những nhân sĩ ai tên nhân sĩ được ai đặt ra và ai được xứng đáng với gọi tên này thì tôi thấy rằng đến mức độ mà người ta lấy lấy vàng sau để nằm chung đất xét đó <laughs> nó quá đáng có cái điều trở lại chút xíu cái đề tài vừa nói đến là đề tài người công khế đó yeah. sáng nay đột báo chuyện này nó không phải dừng lại chuyện bắt người công khế tôi đoán tại vì à. sáng... Báo chí sáng nay cho biết đó, là đằng sau lưng Nguyễn Công Khế còn ba nhân vật từng là tứ trụ. Wow! <laughs> Tôi định nói nhân chút xíu nữa. Nhân vật tứ trụ thứ nhất đó là Nguyễn Xuân Phúc. Vậy Nguyễn Xuân Phúc và phe nhóm Nguyễn Xuân Phúc có để đàn em của mình Nguyễn Công Khế bị bắt không? Và nếu ừ. để Nguyễn Công Khế bị bắt thì sẽ khai những gì cho anh em tới mình không? tứ trụ thứ hai được nhắc đến đó là nguyễn tấn dũng một thời im lặng nhưng mà không phải là thế được không còn thì nguyễn, tấn dũng có để nằm im đó để mình lộ diện ra một số ăn hối lộ tham nhũng mua mua chát này nọ không nhưng mà thứ ba là ông nguyễn sinh hùng mà Nguyễn Sinh Hùng còn cái gốc rễ là liên quan họ hàng và Hồ Chí Minh thì dám triệt ba cái tay cựu tứ trụ triều đình là ừ. Nguyễn Tân Dũng Nguyễn Xuân Thúc và Nguyễn Sinh Bùa Hùng bao mà Nguyễn này không và chưa kể cái vụ này của ông, ông 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 Nguyễn Công Kế còn liên quan đến một nhân vật đang là chủ tịch nước đương nhiên chủ tịch nước là ông võ văn thượng thì liệu võ văn thượng để có nằm im nữa không hay phải ra tay bảo vệ ông 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 Nguyễn Công Khế trở thành một cái ngoài nổ chứ không phải là ông là là cái bị bị tù này ông là có khả năng trở thành ngoài nổ lớn về chính trị còn liên quan đến điều nữa quan trọng hơn nữa là gì họ tại sao bắt nguyễn ông khế tới giai đoạn này họ cũng đưa ra một giả thuyết nữa rất là ồn ào trong trong nước là hiện nay ai cũng biết rằng nguyễn phú trọng tuy đã trở lại tham dự cuộc họp của hội vừa qua nhưng mà 80 tuổi rồi già cả yếu ớt đi không đổi đi giống như trẻ con mới tập đi thôi đúng không? thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tử trong vòng người ta đi không tới một một năm nữa và bây giờ ai sẽ thay thế Nguyễn Phú Trọng thì cái mặt trận Nguyễn Khế là ừ. phải chăng một mặt trận tự sát tiêu diệt nhau bê phe nhóm nhau để loại trừ một số ứng cử viên nào đó đang có hy vọng cầm vị chức tổng bí thư hay không như vậy cái vụ wow. Ông Khế đang dính vào vụ cái vận mệnh cuộc chạy đua với tổng bí thư Ừ. tiêu diệt nhau tàn sát nhau. thì anh thấy cái mức độ bộ nổ này là kinh hoàng nó hậu hậu chấn nó rất là kinh hoàng Chúng hậu chấn ta... quá kinh hoàng trời <laughs> xem nó không phải nông bộ bắt như công kế tham dụng hối lộ bình thường đâu mà nó yeah. tại, tại vì nó dính nó tứ trụ. Yeah. dính nó cũng đừng chạy đua với tổng bí thư nữa. vậy sao? Thế... Thôi thì tôi nghĩ đến bây giờ cái việc trước tiên là liệu sức khỏe của ông Nguyễn Công Khế nó còn tồn tại được trong những ngày tháng tới đây hay không? Khi anh nghĩ rằng ông là một người bình hoàng, có một cái đời sống có thể nói cũng thoải mái, à, có quyền hạn chức tước rồi, cái quan hệ cũng rất tốt, mà bây giờ vùi trong bốn bức tường thì có thể nói ông ra đi nó dễ dàng nhiều hơn là tồn tại ra đi ở đây có nghĩa rằng ông có thể chia tay với cuộc sống của ông hiện nay, mà khi đó thì chắc lẽ đó là nguyên nhân đóng lại tất cả những cái vấn đề liên quan đến tất như vậy thôi. Chỉ ừ. tôi muốn nói nếu Nguyễn Công Khế chết trong tù, cái chuyện đó rất dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Tại Bình Hòa nằm ở đó là chết thôi. Thì thì cái vụ án này là coi như chấm dứt hết tất cả những cái gì mà gọi là xung đột vì đâu còn có bằng chứng ở đâu nữa mà khai ra thì anh là anh, anh anh xin đáp cái đó nó hoàn toàn có thể xảy à. ra anh thấy cái vụ án mà <laughs> là mà vạn thịnh phát không dạ thi bao nhiêu người thi chết đó. phải không bao nhiêu người Tôi chết một loạt người chết liền để mà bị giật đầu mối trong khi các yeah. băng của bị cộng á là nói chuyện nó 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 thông đồng với với công an tù không khó mua mua Đi. tí tiền này xong thôi và sẽ thủ tiêu một Đi. số thủ tiêu để cái, cái dây giả trên trần nhà và để cái vài viên thuốc uống nhân dở theo những cái nguồn tin mà yeah. thưa anh Xuân Nam theo những nguồn tin mà trong cái giới thảo tin họ cho biết đó, trước khi ra đi đó, thì ông là dặn với gia đình vợ con ông không có chạy trọt không có đi kiếm gì ai hết đừng có đi kiếm đừng có chạy trọt đừng có ấy vào ai hết. ông đã nói với gia đình ông như vậy và theo nguồn tin mà tối qua tôi qua email tôi nhận được thì cho thấy rằng mà không biết ai đưa email này mà họ biết cũng hay là biết ông khế có những căn nhà nào tại Mỹ yeah. ở đâu ở đâu căn nào căn một số nhà địa chỉ mấy cũng năm được bốn năm căn năm số căn gì đó thì ừ. ở tại Mỹ cũng thuộc thời khá giả như vậy con cái tại Mỹ được có nhà cửa riêng từng đứa có nhà cửa, ở, cửa riêng ố con cái con cái ông con cái Nguyễn Công Khế thì coi như đã tôi nghĩ rằng ấy chắc bây giờ trở thành công dân Hoa Kỳ rồi lâu rồi đi học ở cũng đi học ở đây rồi cũng đủ thứ chuyện hết mà yeah. thì coi như không có gì thì thôi... tôi có một câu hỏi tôi hỏi một câu hỏi như vậy này thưa anh Anh Nam tôi có hỏi một người thế thì làm sao mà tham nhũng được cái số tiền triệu được tại vì số tiền triệu thì phải chuyển vào nhà băng nó lòi ra hết sao được triệu triệu đô la đó thì họ trả lời với tôi một câu nó sao anh khờ quá vậy anh trọng tôi nói khờ là sao anh ở Việt Nam á một trăm triệu đô la nó cũng vẫn có tiền mặt dễ dàng anh. Tôi, wow, tôi, tôi biết, tôi, tôi biết điều đó rất là rõ. Vậy á, tôi thì không nghĩ như tôi, vậy. Tôi, tôi có người vẫn người bạn muốn mua <laughs> cho gia đình một cái căn nhà nhỏ, yeah. ở Sài Gòn để sống, giá trị hơn trăm ngàn thôi. Anh lay hoay anh tiết tiền, tiền mà chuyển qua dịch vụ thì mất hết một số tiền. Anh đang lay hoay tiết tiền, anh anh nói bây giờ bây giờ chuyển tiền về Việt Nam mua nhà cho gia đình thì bây giờ ở Sài Gòn thì một trăm ngàn nhưng mà tiếp mơ tiền chuyển tiền biết không ở đây ký cái check hay là xong thì người bạn mới chỉ mua đường dây để chuyển tiền từ Mỹ sang Việt Nam nhanh hơn thần tốc oh my god <laughs> anh tới chỗ đó anh giao tiền anh ngồi trong 5 phút, 10 phút, 15 phút, ngồi uống đi cà phê, phút đi thuốc, vô, thì người ta báo cho bên đó đã chuyển tiền đi gia đình anh rồi. Ừ. Bao nhiêu cũng được. cái rẹt, bên này nhận tiền, bên này nhận tiền là cái rẹt, với email qua bên kia, một cú điện thoại qua bên kia, làm bên kia nó chuyển những cái rẹt đi qua nhà, trong nhà văn của, của, ừ. của Thì bạn tôi kể, thì tôi yeah. nghe hết hồn chứ còn à. gì nữa quá như còn luôn tôi nghe hết rồi bởi vì sao cái 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 con đường chợ đen á dạ yeah. cái con con đường mà con đường tắt á Dạ. Yeah. chuyển tiền từ Mỹ và Việt Nam Việt Nam sang Mỹ nó kinh hoàng lắm bà nhớ cái bộ yeah. mà mà bà bà Phạm Thanh Phát không bà Trương Mỹ Lan yeah. bỏ trong Samsung này năm triệu mấy đô la cho cái bài cán bộ điều tra cái bộ ngân hàng đúng không bỏ 5 triệu mấy trong ba ly giao ừ. cái thẻ rồi xong anh thấy nó đơn giản không đâu cần ừ, phải biết chắc biết chiết. gì cash cash only tôi thì tôi lại ngạc tôi cái ngạc nhiên rồi họ nói có trăm triệu cũng có nên tôi nói wow, vậy thôi thì còn gì đó. để nói nữa tôi chắc lẽ chúng ta không còn gì để nói nữa bây giờ chúng ta trở lại quốc hội hoa kỳ này cái này là đời sống của chúng ta thực tế nhất nếu ngày hôm qua mà không giải quyết được vấn đề này thì chắc lẽ ngày hôm nay vào lúc 12 giờ đêm chính phủ phải đóng cửa và ngày hôm qua thì đã được quốc hội họ đã gửi cho ông tổng thống joe biden một cái dự luật bao gồm tất cả các vấn đề chi tiêu ngắn hạn vào thứ năm Tức nhiên là ngày hôm qua nhằm ngăn chặn việc chính phủ chính phủ có thể chính phủ hoa kỳ có thể bị đóng cửa một phần sắp xảy ra và hạ biện họ đã thông báo qua cái biện pháp này với một cái số phiếu là 314 phiếu thuận và một 108 phiếu chống thần. Chúng ta thấy có 108 phiếu chống đó thì cái 108 phiếu chống nó đến từ đâu? Với một cái quốc hội đang lý ra thì phải từ Cộng hòa và bây giờ từ dân chủ nhưng bây giờ những người này là thành viên bảo thủ trong Đảng Cộng hòa. Và cái sự kiện này thì cho thấy cái chiếc ghế của ông Mike Johnson cũng là một trong những cái, cái dấu hiệu cho thấy cũng có thể giống như ông McCarthy. Ngay trước cuộc bỏ phiếu, bỏ phiếu thì cái nhóm chúng ta hay gọi là cái chữ Freedom Caucus. Họ đã tuyên bố là cần phải có một cái biện pháp phản đối mạnh mẽ biện pháp này thay vì nó đã tạo cái điều kiện cho việc chi tiêu nhiều hơn mức họ hỗ trợ điều đó có nghĩa rằng cái nhóm này nó không muốn cho chính phủ có nhiều tiền để mà chi tiêu tuy nhiên một khoảng nửa cái khoảng nửa số đảng viên của Hà hòa tại Hà Biên đã không cùng với đảng dân họ đã cùng với đảng dân chủ và thông qua một trong những cái biện pháp tài trợ tạm thời để cứu vớt cứu vát lại tất cả những gì mà trong cái cơn khủng hoảng của Hà Biên à, thường viện thì họ đi đến một con số có thể nói là áp đảo đó là 77 phiếu trả thuận và có 18 phiếu chống điều này cho thấy rằng ở tại Louisiana với cái chức vụ mà vừa mới được đề bạt của ông Mike Thompson thì ông này cái chiếc ghế của ông này cũng không có thể nói là được bảo đảm 100% trăm phần thưa anh Xuân Nam và có thể nói cũng rớt lúc nào không hay. quá. thì anh thấy sự việc này là một trong những cái vấn đề cũng có thể nói rằng là rất là nguy hiểm cho tương lai chính trị của uh, và, và của tất cả những cái nhân vật của chủ chốt của đảng cộng hòa tại Hà Viện và kể đến ông Hunter Biden con trai của ông Tổng thống Joe Biden cũng đã chịu trong một cái cuộc điều trần kín ở tại Hà Viện đây cũng là một trong những vấn đề mà các thành viên của đảng cộng hòa hiện nay đang xem xét và theo dõi rất kỹ hầu có thể nói nắm lấy chiếc ghế tổng thống hoặc là tranh cử chức vụ tổng thống cho ông cựu tổng thống Donald Trump à, qua những cái sự kiện đấy anh anh thấy như thế nào nè cái điều đầu tiên á dạ, bạn. Cái khi, khi, khi việc tranh chấp quyền lực và nó tại tại quốc hội hoa kỳ công chi tiết tương đối khá mới sáng nay bà. bài báo Báo là ông Mike Johnson tại yeah. viện Hòa với ông, vô từ khối đa số hiện nay nhiều trường hợp ông không đủ phiếu để thông qua bất cứ điều gì ông phải chạy mượn cơm mượn phiếu xin phiếu từ phía dân chủ do vậy cái đảng cộng hòa hiện nay nó được xem là cái đảng mà trên danh nghĩa là đảng đa số tạ viện nhưng thực tế vì hơn hơn mấy phiếu cho chỉ cần đuổi ông gì tại đi York ra thì lại thêm mất một phiếu và chỉ cần một hai phiếu nó đào thoát đi nó, nó không ủng hộ cái là coi như không không được ra số cho nên quanh năm suốt tháng là ông ông Mai Johnson là đi nhờ cầu cứu dân chủ giúp đỡ dân chủ hòa bình giúp đỡ và cái điều đầu tiên nhất là anh biết cái thông qua vấn đề ngân sách quốc gia trong thời gian vừa qua thì ông Johnson và đã bốn yeah. kỳ thất bại liên tiếp mà phải ngửa tay xin nhờ dân chủ giúp đỡ và nhờ cái lần này này ừ. ông May Johnson trước khi lên nó dốc lắm nhưng khi lên rồi cũng phải ngửa tay yeah. nhờ dân chủ giúp đỡ mới có đủ cái phiếu thông qua ở tại ngân sách quốc gia tại Hà viện bởi nếu không á thì John May Johnson chủ tịch hạ viện cộng hòa đứng trước tình trạng là nhà chính phủ sẽ sập tiệm không có tiền chi tiêu anh thấy chỉ do do vậy từ đó về tôi muốn gì thứ okay. nhất là cộng hòa không thể tự mình tách rời ra đứng riêng để lãnh đạo đất nước này Vậy dân chủ cũng không thể tách rời ra đứng riêng để lãnh đạo đất nước này mà cái cái điều quan trọng là phải có một sự phối hợp lưỡng đảng vì quyền lợi quốc gia cái đó là nước bị đang mất mà thực tế Được. Hạ viện hiện nay cho thấy rằng cần phải phối hợp nhau để cứu nước dạ. Mỹ. Đó là một điều đầu tiên chúng tôi, chúng tôi thấy được. Thì... Cảm ơn, cảm ơn anh Nam với tất cả những cái, cái, cái dữ liệu mà anh vừa mới đưa ra. Thì, thì giờ còn lại chúng tôi cũng muốn sử dụng để cho quý vị biết rằng là chính quyền của ông Joe Biden hôm qua đã có một cái hành động ngoạn mục đối với tất cả những sinh viên. Ông đã xóa nợ sinh viên lên tới 4.9 tỷ cho ừ. 73.600 người 73 ngàn năm năm 600 năm người bạc. 5 tỷ Mỹ Kim. Đây yeah. là 4.9 tỷ Mỹ Kim đó thưa anh. Yeah. Okay. À, vì chính quyền ông Biden hôm thứ Sáu đã tuyên bố là sẽ thoái, nghĩa là coi như là xóa khoản nợ 4.9 tỷ đô la cho sinh viên à, gồm có ba gồm tới là 73.600 người mắc nợ. Wow. Cái khoản cứu trợ này là kết quả của việc Bộ Giáo dục Hoa Kỳ điều chỉnh tất cả các kế hoạch trả nợ theo thu nhập và chương trình xóa nợ cho những cái dịch vụ này. Khoảng ừ. 1.7 tỷ, tỷ đô la sẽ viện trợ sẽ đến tay 29.700 người vay ghi danh cho kế hoạch trả nợ theo nhu thập. Thì uh, nếu theo nếu một cái ý nghĩ thông thường thôi anh Xuân Nam, thì liệu những cái người mà trẻ này họ sẽ đi bỏ phiếu cho ai nè khi họ được xóa nợ? Tôi muốn hỏi anh như vậy thôi. <laughs> cũng là một trong những cái câu hỏi cũng rất hay phải không anh ha? Thì yeah. chính lẽ nhiên Ở Mỹ là chính trị là như vậy cho chúng ta cũng Thế thì bây giờ chúng ta nói đến nền kinh tế mà chắc là ai cũng tham 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 là hơi có thể nói nhiều vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay. Thì trong một cái bài báo hôm nay của một cái tờ báo cũng có tiếng ở Hoa Kỳ này, họ đã nói rằng cái tình trạng u ám của người về nền kinh tế đang có dấu hiệu cải thiện. Cái tình trạng mà lo ngại u ám của nền kinh tế của Mỹ về của người Mỹ về nền kinh tế đang có dấu cải thiện làm phát cao liên tục này, cú sốc kéo dài từ sự tàn phá của đại dịch và lo ngại một trong cuộc suy thoái sắp xảy ra, thì tất cả những cái sự việc nó không còn ở trong cái trí nghĩ của những người hiện nay nữa. Và người Mỹ hiện nay đang căng thẳng khi vấn đề làm phát nó đã hạ đi. À, và Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu rằng là việc tăng lãi suất sẽ có thể xảy ra sau lưng của chúng ta điều đó có nghĩa anh chắc biết rồi anh thì rằng cái này khi nào mà cái lãi suất nó tăng lên thì điều đó tự nhiên có nghĩa rằng tình trạng lạm phát nó ít đi vì khi làm phát nhiều thì không có dám tăng lãi suất phòng ra thưa anh yeah. theo một cái cuộc khảo sát của ngân hàng dự trữ liên bang thì cho biết ở tại new york cho biết tỷ lệ người tiêu dùng dự kiến sẽ khá hơn về mặt về vấn đề giao dịch với đồng đồng tiền của họ và tháng 12 này là có một cái mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2021 đến bây giờ thì chúng ta cũng có một cái niềm hy vọng rằng cái nền kinh tế có thể là phần nào để mà làm cho chúng ta khỏi bị lo ngại về cái vấn đề mà làm phá cũng vấn đề như thái hóa kinh tế hiện nay. Nhưng có một cái vấn đề nữa, hôm nay thì tiền thể anh em mình cũng chia sẻ. Lẽ nhiên mùa này thì chúng ta hay đi máy bay nhiều. Anh thì bây giờ chắc là anh ít đi máy bay rồi. Yeah. <laughs> Nhưng mà rất nhiều người đi máy bay thì càng ngày càng thấy nhiều cái tai nạn máy bay nó làm cho người ta lo ngại ngay như chiếc 737 của Alaska anh thấy tự nhiên cái cánh cửa bên kia nó bung ra may là may bắn là chiếc máy bay nó không ở trên cái cao độ tới năm uh, ngàn feet mà nó cỡ khoảng ba ngàn mấy cho đến năm ngàn thôi thành ra và hơn nữa là không may mắn là hai cái hàng ghế đó không có ai ngồi chứ không có ngồi thì nó cũng kéo ra gây nên cái khó khăn đó là chuyện 737 À, một chiếc máy bay của ông chở ông Anthony Blinken từ Sĩ sì sì đi trở về Mỹ thì lên giờ chót lên máy bay rồi thì có cái vấn đề là máy móc bị hỏng rút cuộc ông phải đi lên một chiếc máy bay của Air Force đi về của không quân và hôm qua thì lại có một cái chiếc máy bay đi đến từ ấy đi bay qua Puerto Rico để vận chuyển hàng hóa bằng cái chiếc máy bay, bay. anh biết người dân người ta đã ghi hình lại được thì một cái động cơ nó cháy từ trên một cái trật trở lại Miami và nó đáp xuống thì anh cũng biết cháy xuống một cái rớt xuống ở trong cái khu vực đông dân thì như thế nào nữa và đến bây giờ thì chúng ta cũng bắt đầu lo sợ về vấn đề máy bay phải không thưa anh Suna Dạ yeah. một... đó, đó là một bài tin tức mà sáng nay thì anh em chúng tôi muốn gửi đến quý vị À, để quý, quý vị có thể hiểu được những cái gì hội đoàn họ sẽ có những cái buổi tiệc tất niên bây giờ thì chỉ còn một thời gian ngắn nữa Tết thôi thì uh, chúng ta cũng hy vọng là có cơ hội cộng đồng gặp gỡ nhau nhìn xem lại một cái năm qua vui buồn lẫn lộn và chúng ta cũng chờ xem cái cuộc diễn hành Tết này nó sẽ diễn ra như thế nào à, lệ trên cái gọi là cái quyền lợi của những người Việt chúng ta thì rất là thích thú để có một cái cuộc diễn hành Tết vì cuộc diễn hành Tết là một cái niềm một cái dấu hiệu để mình chứng tỏ với tất cả cộng đồng bạn về cái đời sống của người Việt chúng ta cái sự gọi là hội nhập vào Hoa Kỳ của chúng ta và cái sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt chúng ta trên đường phố bô sa à, nhưng đến bây giờ thì không biết cái tình trạng này nó sẽ diễn ra như thế nào vì cũng có một vài tin cho rằng họ không đồng ý với một vài nhân vật rất lớn đối với những quân nhân của quân lực Việt Nam cộng hòa thì chúng ta chờ xem nghe nói những người trong đó Vì trước tiên chắc tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Quốc Linh lên, lên tiếng về cái vấn đề đó trước khi ông chỉ trích những người khác thì tôi thấy cái đó nó hay hơn đó, thưa anh Xuân yeah. Ừ, chúng tôi thêm bản tin nữa cho quý vị bản tin này cũng ngày hôm nay á anh biết ngày hôm nay là ngày mấy không ngày 19 tháng hôm 20... nay là ngày trước khi mà anh em chúng tôi thì anh đó anh tôi cũng thích thú và có thể nói chúng ta nhìn một phút yên lặng để nhớ đến ngày 19 tháng 1 năm 1974 tại quần đảo Trường Sa chiếc hộ tống hàm HQ9 đã bị chìm xuống vào đáy biển mang theo một số thủy thủ và những người lính hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh và một số còn lại thì được cứu vớt và đưa qua Hồng Kông và sau đó được trở về lại. Đây là một những ngày đau buồn cho lịch sử của Việt Nam chúng ta. Ngày chúng ta mất một phần thân thể của quê hương xứ sở chúng ta. Lễ nhiên đã gần 50 năm nhưng con cháu của chúng ta phải biết điều này nếu chúng ta không làm được thì con cháu chúng ta phải làm vì đó là quê hương lãnh thổ của ông bà cha mẹ của chúng ta làm nên không một lý do nào chúng ta thờ ơ và chúng ta không để trong cái lực lượng thế lực ngoài bang nào dù ở trong cái đẳng cấp nào đi nữa không thể lấy đi cướp đi cái phần đất của ông bà cha mẹ của chúng ta đã gây dựng cho một nước Việt Nam thôi. Yeah. Thì ngày hôm qua có một cái cuộc họp tại một cuộc họp nhỏ khoảng năm chục người tham dự trong đó có một số vị dân cử của Hoa Kỳ trong đó có ông Hoàng Tư Duy là Tổng Bí thư đảng Việt Tân có yeah. mặt trong cuộc họp đó và họ tưởng niệm cái sự kiện mà Hoàng Sa bị mất về Tây Trung Cộng 50 năm mươi năm thì trong cái cuộc tưởng niệm đó thì họ đọc một số bài tham luận trong tối đó tôi đặc biệt chú ý cái phần là ba quan điểm của hoàng Tử duy trình bày để lấy lại hoàng sa Mình xem ra nói thì dễ mà lấy lại không đơn giản tí nào đâu vì trung cộng là tay khổng lồ ở biển đông nên nó, nó lấy không phải chỉ hoàng sa mà nhiều đảo trong trường sa nhiều đảo thì xây dựng nhiều đảo trong khu vực vùng biển của các nước như là việt nam Malaysia rồi rồi Phi Lục Tân mà đến giờ này tôi cho rằng cái vừa rồi cái hành động của ông tổng thống của Phi Lục Tân đáng được trân trọng và tán dương và bắt chước ông ta quyết liệt đã đổ quân đấu với Trung Cộng ra khỏi một số đạo của ông ta giữ lại cái vấn đề độc lập chủ quyền của đạo của mình thì mà trung cộng cũng đe dọa cũng lên tiếng xuống tiếng nhưng mà cuối cùng cũng không có làm được gì thì tôi cho là hành động của ông 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 tổng thống có con của ông tổng thống mà bị bị lật đổ đó ông, ông, đó. ông tổng thống Marcos tổng, Marcos ông tổng thống Marcos con này tôi cho ra một bài học rất lớn đối với các nước đông nam á trong đó có việt nam về cách đối xử việt nam hèn và yếu quá anh không dám đi kiếm dám xuống tiếng dám đấu đá không dám tranh giờ gì của trung cộng đó. mà lại buốt đuôi của tập cận bình nữa làm sao mà dành à, tập cộng. mình đã nhảy mũi cái là nguyễn phú trọng lên này là 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 là, run đun sợ phát khiếp và làm sao làm được chuyện gì à, ừ, do, vậy cái thái độ của ông marcos tổng thống của tân khiến chúng ta phải có những ngưỡng mộ à. cho rằng hành động họp tại hoa đình đốn đưa hâm nóng lại vấn đề của Hoàn Sa và vấn đề Biển Đông của Đảng Việt Tân của ông Tổng Bí Thư Hoàng Tứ Duy đáng được càng ngợi. Nếu Bên mà... Anh... cạnh đó thì chúng ta cũng thôi xin phép anh một chút xíu thôi. Bên cạnh đó thì chúng ta cùng nhìn về một trong những người phụ nữ không biết lúc này còn sống hay không đó là phu nhân của ông thiếu tá Nguyễn Văn Thà Hàm trưởng Chiếc Hát Quy Chính anh và gia đình bò hình như họ còn ở lại Việt Nam thì không biết hoàn cảnh khó khăn gọi như thế nào chúng tôi cũng ít khi nghe ai trong cái đoàn thể hội hải quân ở đây chắc là họ cũng có vấn đề chăm sóc họ cũng quan tâm đến vấn đề đó thì chúng ta cũng không nên bỏ qua quên đi những người gia đình của họ và hy sinh cho một cái đại cuộc như vậy thôi ừ. tôi tôi có nghĩ những gia đình những 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 gia đình mà tử nạn mà hy sinh đến trên quần đảo Hoàng Sa dạ. gia đình cũng bị con ta đáng đi giúp đỡ thì rồi anh chồng còn còn gì nữa đây họ là ngầm nó cũng giúp đỡ dạ chắc hôm nay thì hôm nay mình chắc lại cũng đủ để nói một cái là chuyện ngày cuối tuần <laughs> yeah. hy vọng rằng là mình sẽ có cái cơ hội gặp gỡ và mình vẫn duy trì cái tinh thần của cái chương trình của mình à, ngày một nó phong phú hơn và chắc là quý vị biết quan điểm của chúng tôi chỉ là quan điểm của những người làm truyền thông mà thôi. Dạ, yeah. chúng tôi chúng tôi cũng nghĩ rằng mấy hôm nay chúng tôi cũng chờ đợi coi thử sau cái bài nói chuyện của anh Bùi Phát tôm kia, à. tôm qua bà chuyện vô kỹ thì vấn đề trước đó ngày đó là ông 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 Nam Quang và trước đó ngày nữa là Quốc Lân nói một số vấn yeah. đề liên quan đến cái vụ mà cái video của cô Nhật liên trên cái YouTube của của, của của Nam Quang không vấn đề là đang được xã hội bây giờ đang chờ đợi nghe ông, ông Nam Quang phản ứng như thế nào và để cho em chờ xem thì thật ừ. sự mà nói thì củ xạ thì tự nhiên hương, yeah. à tất nhiên là cái người mà nó có cái, cái 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 mùi thơm có thì nó đến có mà cái mùi thối có thì lúc nào cũng là chắc nhìn đi, mùi thơm đó thưa anh, <laughs> tuần đây quý khán thính giả để rồi chúng ta có những cái thời gian chuẩn bị cho một cái Tết nguyên đán giáp thìn cuối tuần này cộng đồng Nam cái gì mà đặc biệt không anh? có gì đặc biệt thì tôi sẽ nói cho anh biết liền <laughs> rồi cảm ơn trọng nha dạ vâng cảm ơn anh sơn nam cũng giống như cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi sáng nay cảm ơn quý vị xin chào quý vị